vị khán giả đang đến với phần tin Á Châu, mở đầu là bản tin về việc Chủ tịch Trung Quốc thị sát Tô Châu ở phía đông tỉnh Giang Tô của Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thị sát thành phố Tô Châu ở phía đông của tỉnh Giang Tô của Trung Quốc từ chiều hôm thứ Tư đến sáng hôm thứ Năm để tìm hiểu về những nỗ lực xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, đổi mới khoa học công nghệ của các doanh nghiệp và bảo vệ thành phố lịch sử và văn hóa. Xi cũng là tổng bí thư của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đến thăm trung tâm triển lãm của khu công nghiệp Tô Châu, một doanh nghiệp công nghệ cao. Suzhou HYC Technology Co-LTD và khối văn hóa của Pingjiang. Và khai trương dịch vụ tàu chở hàng quốc tế từ Cam Túc của Trung Quốc đến Afghanistan. Một đoàn tàu chở hàng đã khởi hành từ Lan Châu, thủ phủ của tỉnh Cam Túc, phía tây bắc của Trung Quốc, vào thứ Tư và hướng đến Haratan ở Afghanistan, đánh dấu sự ra mắt của một tuyến hàng hóa mới. Đoàn tàu chở 39 container, hàng hóa trị giá khoảng 1,5 triệu Mỹ Kim, bao gồm phụ tùng ô tô, nội thất, đồ dùng văn phòng và thiết bị cơ khí. Bắt đầu hành trình từ trung tâm hậu cần Dongguan ở Lan Châu, đoàn tàu bắt đầu hướng tới Kaka ở khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương của Trung Quốc. Khi đến Kaka, hàng hóa sẽ được chuyển lên xe tải để tiếp tục vận chuyển đến Kyrgyzstan. Từ đó, những hàng hóa này sẽ được vận chuyển bằng đường sắt một lần nữa trước khi đến Haratan của Afghanistan. Theo một trong những công ty điều hành dịch vụ vận tải, việc mở thành công đường vận chuyển hàng hóa này sẽ tăng cường hơn sự hợp tác và trao đổi kinh tế, thương mại giữa Trung Quốc và Kyrgyzstan, cũng như Uzbekistan, Afghanistan và các quốc gia khác dọc theo vành đai và con đường. Được biết, Lan Châu là một trung tâm giao thông ở phía tây bắc của Trung Quốc. Hiện hãng đã mở dịch vụ tàu hỏa quốc tế đến hơn 30 thành phố của hơn 20 quốc gia. Người dân Tokyo kêu gọi chính phủ điều tra ô nhiễm nước. Một đám đông cư dân đã lấp đầy một phòng họp tại Thư viện Công cộng Kokubunji ở phía tây của Tokyo vào hôm Chủ nhật để tìm hiểu về tình trạng ô nhiễm nước được cho là do rò rỉ fluorua hữu cơ tại các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Họ kêu gọi chính phủ thực hiện các hành động khẩn cấp và điều tra nguồn gốc gây ô nhiễm trong bối cảnh lo ngại về sức khỏe cộng đồng gia tăng sau khi các nhà khoa học đã xác nhận rằng nồng độ hóa chất per và polyfluoroalkyl có thể gây hại, chất được gọi tắt là PFAS, trong máu của một nhóm cư dân ở phía tây của Tokyo, còn được gọi là vùng Tama, cao hơn 2 lần so với mức trung bình quốc gia của Nhật Bản. Hầu hết công việc và cuộc sống của tôi đều ở Kokubunji, vì vậy tôi quan tâm đến điều này rất nhiều. Tôi nghe nói hôm nay sẽ có một hoạt động ở đây về fluoro hữu cơ, nhưng tôi không ngờ rằng nơi này lại đông đúc đến thế. Tôi không thể vào trong, vì vậy tôi phải nghe trực tiếp trên điện thoại của mình. Tôi đã học được rất nhiều điều về tình trạng ô nhiễm. Một người dân ở Fuchu, một thành phố liền kề ở phía tây của Tokyo, cho biết như trên. Căn cứ không quân Yokota của Hoa Kỳ ở phía tây Tama là nguồn ô nhiễm bị nghi ngờ nhiều nhất. Người dân Nhật Bản và chính quyền của địa phương đã kêu gọi điều tra căn cứ, nhưng chính phủ Nhật Bản tiếp tục tuyên bố rằng họ không được phép làm như vậy. Chính phủ Nhật Bản nên bảo vệ sức khỏe của người dân, vì vậy họ cần phải tìm ra nguyên nhân. Mặc dù rất khó xác định nguyên nhân gây ô nhiễm, nhưng mạng lưới nước ngầm đi qua căn cứ không quân Yokota và đã có báo cáo rằng họ đã thải ra một lượng lớn fluorua hữu cơ. Do đó, căn cứ quân sự của Hoa Kỳ nợ một lời giải thích và chính phủ Nhật Bản nên làm sáng tỏ mọi việc cho người dân. Một công dân từ Koganei, cũng là một thành phố ở phía tây của Tokyo, đã cho biết như trên. Sang tin tức từ Việt Nam, hàng trăm công nhân đình công do tin bị cắt thưởng lương tháng 13. Thưa quý vị, hàng trăm công nhân công ty cổ phần Green River Furniture tại thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã bắt đầu đình công từ ngày 5 tháng 7 vì họ biết tin về việc cắt giảm khoản thưởng lương tháng 13 năm nay. Đến chiều ngày 6 tháng 7, Liên đoàn Lao động của thành phố Tân Uyên đã có cuộc làm việc với ban giám đốc của công ty và đoàn của liên ngành của thành phố Tân Uyên về vụ đình công này. Ban giám đốc công ty cổ phần Green River Furniture nhận khuyết điểm vì đã không tổ chức đối thoại với công nhân trước khi đi đến quyết định cắt giảm thưởng lương tháng 13 năm nay. Tuy nhiên, công ty vẫn giữ quyết định này. Lý do đưa ra vì khó khăn mất đơn hàng, doanh thu giảm mạnh, không đủ trả tiền thưởng lương tháng 13 như thỏa thuận trong thỏa ước lao động. Ban giám đốc của công ty cũng cho biết họ sẽ vẫn giữ 500 công nhân ở lại và giảm phân nửa khoản thưởng lương tháng 13. Công ty cũng nói rõ người lao động nào không đồng ý cứ xin nghỉ việc. Hiện Green River Furniture có khoảng 11.600 công nhân. Hơn 1.1 tấn ma túy từ nước ngoài tuồn vào Việt Nam 6 tháng qua. Hải quan Việt Nam đã bắt giữ 148 đối tượng tham gia vận chuyển trái phép ma túy vào Việt Nam, thu giữ hơn 1.142 kg và 13.666 viên ma túy trong 6 tháng đầu năm. Tổng cục Hải quan cho truyền thông hay tin trên trong ngày 6 tháng 7, đồng thời đánh giá hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới về phía Lào, Campuchia và Trung Quốc có chiều hướng gia tăng với thủ đoạn tinh vi hơn. Tội phạm ma túy vẫn theo báo cáo của Tổng cục có chiều hướng gia tăng tại tuyến hàng không, tập trung chủ yếu qua cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng từ các nước châu Âu, châu Mỹ. Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng hải quan cùng với các lực lượng công an phát hiện bắt giữ 140 vụ với 148 đối tượng, thu giữ số lượng lớn ma túy gồm 1.142,8 kg và 13.666 viên ma túy các loại. Trong đó, nhiều nhất là ma túy tổng hợp với 535,7 kg, cocaine là 321,3 kg, 140,6 kg và 12.452 viên ketamine, 1,4 kg thuốc viện, 74,3 kg cần sa, 70,1 kg heroin và 990 viên ma túy các loại khác. Chỉ tính từ giữa tháng 5 đến giữa tháng 6 năm nay, Hải quan đã bắt giữ 47 vụ với 36 đối tượng. Tang vật thu được gồm 400 g thuốc viện, 66,8 kg cần sa, 14,7 kg heroin, 306,2 kg cocaine, 30,3 kg và 4.052 viên ketamine, 172,8 kg ma túy tổng hợp và 990 viên ma túy khác. Và cũng như thường lệ, ngay sau một vài bảo trợ thời màn ngắn, xuống công viên Linh Trình và Xuân Anh sẽ trở lại để tiếp tục gửi đến quý vị phần tin thế giới, phần tin điện ảnh. Mong quý vị đón theo dõi đài truyền hình IBC để biết thêm chi tiết.